Chào các bạn, sau đây Vườn Ươm Hải Đăng xin giới thiệu với các bạn một loại thuốc trừ nấm diệt vi khuẩn cao cấp. Đó là thuốc COC85. Thuốc này trị nấm và trị diệt vi khuẩn trên các loại cây ăn quả, cây ăn trái, cây lâu năm rất hiệu quả. Công dụng của loại thuốc này là phòng trị nấm diệt vi khuẩn từ gốc đồng. Thuốc thuộc dạng bột mịn, loáng chảy đều, bám dính tốt, không rửa trôi, nên phòng trừ bệnh trên cây rất hiệu quả. Cách sử dụng thì chúng ta phun đều lên thân hoặc tưới lên gốc, lúc sáng sớm hoặc trời mát. Lượng nước phun tùy theo cây trồng và thời gian sinh trưởng, phun phòng ngừa và trị bệnh mới xuất hiện. Nếu bệnh hại nặng nên phun lại lần thứ hai sau 7 ngày. Loại thuốc này ít độc hại với ong, cá, gia súc, gia cầm, nguồn nước sinh hoạt, con người và không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Có lượng vi đồng giúp tăng năng suất và chất lượng nông sản. Đây là sản phẩm mà Vườn Ươm Hải Đăng đang sử dụng rất hiệu quả và đang cung cấp trên thị trường. Nếu quý khách có nhu cầu về thuốc, vui lòng gọi điện về số điện thoại 0966 446 329 để đặt hàng. Tại Vườn Ươm Hải Đăng, quý khách có thể hoàn toàn hài lòng về chất lượng sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.